điều 96. An cư xong không đi. A nhỏ duyên khởi. Một thời đức bà già bà ở trong vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ có các cư sĩ ở Xá Vệ, thỉnh Tỳ kheo Ni Sám Ma cùng nhau lập điều kiện. Chúng tôi cúng dường chúng tăng cho đến an cư xong nhưng an cư xong tỳ kheo ni sám ma vẫn ở lại không đi các cư sĩ cơ hiềm trước đây chúng tôi có giao ước thỉnh tỳ kheo ni sám ma đến an cư cùng cúng dường chúng tăng cho đến an cư xong nay an cư xong tỳ kheo ni sám ma ở không chịu đi các tỳ kheo ni nghe trong đó có vị thiểu dục tri túc sống hạnh đầu đà ưa học giới biết hổ thẹn hiềm trách tỳ kheo ni sám ma rằng các cư sĩ cùng nhau lập điều kiện thỉnh sám ma đến cùng cúng dường chúng tăng cho đến an cư xong nay an cư xong tại sao ở luôn không chịu đi các tỳ kheo ni đến bạch với chư tỳ kheo chư tỳ kheo đến bạch lên đức thế tôn đức thế tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo của trách tỳ kheo ni sám ma cô làm điều sai quấy chẳng phải oai nghi chẳng phải pháp sa môn chẳng phải tịnh hạnh chẳng phải hạnh tùy thuận làm việc không nên làm cư sĩ cúng dường an cư nay an cư xong sao cố ở lại không đi khiến cho các cư sĩ cơ hiềm đức thế tôn bằng vô số phương tiện của trách tỳ kheo ni sám ma rồi bảo các tỳ kheo tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu là người đầu tiên phạm giới này từ nay trở đi ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm mười cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ muốn nói giới nên nói như vậy tỳ kheo ni nào hạ an cư xong không đi ba vật đề b nhỏ giới tướng tỳ kheo ni nghĩa như trước. Tỳ kheo ni an cư xong nên xuất hành cho đến chỉ một đêm. Nếu tỳ kheo ni nào an cư rồi không xuất hành, ba vật đề. Tỳ kheo đột kiết la. Thức sa sa di sa di ni đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. An cư rồi đi nếu cư sĩ kia mời ở lại nói tôi sẽ cúng dường lại hoặc các nhà thay nhau mời thọ thực hoặc bà con nam nữ mời thọ thực ngày ấy hay ngày mai hoặc vì bệnh không có bạn chăm sóc hoặc bị nạn nước nạn thú dữ nạn giặc cướp nạn nước tràn ngập hoặc bị cường lực bắt hoặc bị trói hoặc mạng nạn phạm hạnh nạn gặp những nạn như vậy hạ an cư xong không xuất hành, không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 97 Du hành nơi biên giới mất an ninh. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức bà già bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà tại nước xá vệ. Bây giờ nhân dân nơi biên giới của vua Ba Tư Nặc làm phản nghịch. Nhóm sáu tỳ kheo ni du hành đến nơi có nghi ngờ, có kinh sợ như thế. Bọn giặc thấy, nói, nhóm sáu tỳ kheo ni này đều là người được vua Ba Tư Nặc cúng dường. Chúng ta hãy quấy nhiễu. Các cư sĩ thấy cơ hiểm. Các tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, đều phạm phạm hạnh bên ngoài tự xưng tôi tu chánh pháp như vậy có gì là chánh pháp tại sao du hành nhân gian nơi biên giới đến chỗ có sự kinh sợ giống như bọn dâm nữ tặc nữ không khác các tỳ kheo ni nghe trong đó có vị thiểu dục tri túc sống hạnh đầu đà ưa học giới biết hổ thẹn hiểm trách nhóm sáu tỳ kheo ni tại sao các cô du hành trong nhân gian đến nơi có sự khủng bố. Các tỳ kheo ni đến bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo của trách nhóm sáu tỳ kheo ni. Các cô làm điều sai quấy. Chẳng phải oai nghi. Chẳng phải pháp sa môn. Chẳng phải tịnh hạnh. Chẳng phải hạnh tùy thuận. Làm việc không nên làm. Tại sao các cô du hành trong nhân gian? đến nơi có sự khủng bố như vậy. Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện của trách, bảo các tỳ kheo. Các tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm 10 cuốn nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào du hành trong nhân gian đến biên giới nơi có nghi ngờ kinh sợ ba vật đề b nhỏ giới tướng tỳ kheo ni nghĩa như trước biên giới cách xa thành thị có sự nghi nghi có giặc cướp kinh sợ giặc cướp khủng bố tỳ kheo ni nào du hành đến nơi biên giới chỗ có sự khủng bố Tùy theo sự đi vào thôn Mỗi cương giới phạm một ba giật đề Nơi trống vắng không thôn Đi mười lý phạm một ba giật đề Đi dưới một thôn hay dưới mười lý Phạm đột kiết la Nếu trong thôn một cương giới Phạm một đột kiết la Phương tiện muốn đi Cùng hẹn đi mà không đi Tất cả đều phạm đột kiết la Tỳ Kheo đột thiết la thức xoa mana sa di sa di ni đột thiết la đó gọi là phạm sự không phạm hoặc bị kêu hay được mời hoặc có việc cần đến hoặc bị cường lực bắt hoặc bị trói hoặc mạng nạn phạm hạnh nạn hoặc mình đến trước rồi sao mới có sự nghi khủng bố phát khởi hãy đều không phạm người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 98 Du hành trong quốc giới không an ninh. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức bà già bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà, tại nước xá vệ. Bây giờ, nhân dân bên trong quốc giới của vua ba tư nặc nổi lên làm phản bên trong quốc giới tại nơi có phản loạn ấy có sự nghi ngờ kinh sợ nhưng nhóm sáu tỳ kheo ni vẫn du hành bọn giặc thấy nói nhóm sáu tỳ kheo ni này đều do nhà vua ba tư nặc cung cấp cúng dường chúng ta nên quấy nhiễu các cư sĩ thấy đều cơ hiềm nói các tỳ kheo ni này không có hổ thẹn thảy đều vi phạm phạm hạnh bên ngoài tự xưng tôi tu chánh pháp nhưng như vậy có gì là chánh pháp sao lại du hành đến chỗ có sự kinh sợ bên trong quốc giới giống như bọn tặc nữ dâm nữ không khác các tỳ kheo ni nghe trong đó có vị thiểu dục tri túc sống hạnh đầu đà ưa học giới biết hổ thẹn hiểm trách nhóm sáu tỳ kheo ni. Sao các cô lại du hành trong nhân gian nơi có sự kinh sợ? Chư ni đến bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo của trách nhóm sáu tỳ kheo ni. Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa muôn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận làm điều không nên làm. Sao các cô lại du hành nhân gian bên trong quốc giới, nơi có sự kinh sợ? Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện của trách, bảo các tỳ kheo. Nhóm sáu tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ muốn nói giới nên nói như vậy tỳ kheo ni nào du hành nơi có sự nghi ngờ kinh sợ bên trong quốc giới ba vật đề b nhỏ giới tướng tỳ kheo ni nghĩa như trước bên trong quốc giới có bốn mặt thành bao quanh có sự nghi ngờ nghi có giặc cướp nơi kinh sợ chỗ có bọn giặc cướp tỳ kheo ni nào du hành nhân gian nơi có sự nghi ngờ kinh sợ bên trong quốc giới tùy theo mỗi lần vào thôn đi mỗi cương giới phạm một ba giật đề đi nơi trống vắng không có thôn mười lý phạm một ba giật đề dưới một thôn hay dưới mười lý phạm đột kiết la đi trong thôn một cương giới phạm một đột kiết la. Nếu phương tiện muốn đi mà không đi, cùng hẹn mà không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo, đột kiết la, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. Nếu có việc cần thưa, hoặc bị kêu, hay được mời, hoặc bị cường lực bắt, hay bị trói hoặc mạng nạn phạm hạnh nạn hoặc đến trước đó sự nghi ngờ có khủng bố xảy ra sao thảy đều không phạm người không phạm phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới si cuồng loạn tâm thống não bức bách điều 99 thân cận cư sĩ a nhỏ duyên khởi một thời Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà, tại nước xá vệ. Bây giờ có tỳ kheo ni gần gũi sống chung với cư sĩ, con trai cư sĩ, sống không tùy thuận. Các tỳ kheo ni can gián. Này cô, không nên gần gũi cư sĩ, con trai cư sĩ, sống không tùy thuận. Cô hãy sống riêng ra nếu cô sống riêng thì mới có sự tăng ích sống an lạc ở trong Phật Pháp. Nhưng cô kia vẫn cố không ở riêng. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách tỳ kheo ni kia. Sao cô gần gũi cư sĩ, con trai cư sĩ, sống chung, sống không tùy thuận, các tỳ kheo ni đến bạch với các tỳ kheo các tỳ kheo đến bạch lên đức phật đức phật vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo quở trách tỳ kheo ni kia cô làm điều sai quấy chẳng phải oai nghi chẳng phải pháp sa môn chẳng phải tịnh hạnh chẳng phải hạnh tùy thuận làm điều không nên làm sao cô ở chung gần gũi với cư sĩ con trai cư sĩ làm hạnh không tùy thuận. Của trách rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo. Từ nay trở đi, ta cho phép tăng vị tỳ kheo ni kia tác pháp ha trách cho bỏ việc này bằng pháp bạch tứ yết ma. Khiển trách như vậy để bỏ việc này. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma theo sự việc tác bạch như vậy. Đại tỷ tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo ni có tên đã ở chung gần gũi cư sĩ, con trai cư sĩ, làm hạnh không tùy thuận. Tỳ Kheo Ni khác can gián nói, Cô chớ gần gũi cư sĩ, con trai cư sĩ, sống không tùy thuận, cô hãy sống riêng ra. Nếu cô sống riêng, thì mới có sự tăng ích sống an lạc ở trong Phật Pháp. Nhưng Tỳ Kheo Ni kia vẫn như cũ, không sống riêng ra. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận nay tăng trao cho tỳ kheo ni kia pháp hai dáng khiến bỏ việc này nói cô chớ gần gũi cư sĩ con trai cư sĩ sống không tùy thuận cô hãy sống riêng ra nếu cô sống riêng thì mới có sự tăng ít sống an lạc ở trong phật pháp đây là lời tác bạch đại tỷ tăng xin lắng nghe tỳ kheo ni này tên là đã gần gũi sống chung với cư sĩ con trai cư sĩ sống không tùy thuận các tỳ kheo ni khác can gián rằng cô chớ gần gũi cư sĩ con trai cư sĩ sống không tùy thuận cô hãy sống riêng ra nếu cô sống riêng thì mới có sự tăng ít sống an lạc ở trong phật pháp nhưng tỳ kheo ni kia vẫn cố ý không thay đổi nay tăng trao cho tỳ kheo ni tên pháp ha Gián cho bỏ việc này nói cô chớ gần gũi cư sĩ con trai cư sĩ làm hạnh không tùy thuận cô hãy sống riêng ra nếu cô sống riêng thì mới có sự tăng ít sống an lạc ở trong phật pháp các đại tỷ nào chấp thuận tăng trao cho tỳ kheo ni tên là pháp ha trách cho bỏ việc này thì im lặng ai không đồng ý xin nói lần thứ hai lần thứ ba cũng nói như vậy tăng đã chấp thuận trao cho tỳ kheo ni tên pháp Ha trách cho bỏ việc này rồi tăng chấp thuận nên im lặng việc này tôi ghi nhận như vậy nên quở trách như vậy chúng tăng vì tỳ kheo ni kia tác pháp hai dáng bằng bạch tứ yết ma như vậy để bỏ việc này rồi các tỳ kheo ni đến bạch các tỳ kheo các tỳ kheo đến Bạch Linh Đức Phật. Phật bảo các tỳ kheo. Nếu có tỳ kheo ni nào như vậy, Tăng cũng sẽ tác pháp Bạch Tứ Yết Ma như vậy để bỏ việc này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu Chánh Pháp Cửu Trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào, gần gũi sống chung với cư sĩ con trai cư sĩ sống hạnh không tùy thuận tỳ kheo ni khác nên can gián tỳ kheo ni này rằng cô chớ gần gũi cư sĩ con trai cư sĩ sống hạnh không tùy thuận cô hãy sống riêng ra nếu cô sống riêng thì mới có sự tăng ích sống an lạc ở trong phật pháp khi tỳ kheo ni kia can gián tỳ kheo ni này vẫn kiên trì không bỏ tỳ kheo ni kia nên ba lần can gián cho bỏ việc này. Cho đến lần thứ ba can gián, bỏ thì tốt, không bỏ, ba giật đề. B nhỏ, giới tướng. tỳ kheo ni, nghĩa như trước, gần gũi, thường xuyên nói chuyện, thường xuyên cười giỡn, thường xuyên vui đùa với nhau. Cư sĩ, người chưa xuất gia, con trai cư sĩ. Con trai của người chưa xuất gia. Tỳ kheo ni kia gần gũi chung sống với cư sĩ, con trai cư sĩ kia sống hạnh không tùy thuận. Tỳ kheo ni nên can gián tỳ kheo ni kia, cô chớ gần gũi cư sĩ, con trai cư sĩ sống hạnh không tùy thuận. Cô hãy sống riêng ra. Nếu cô sống riêng thì mới có sự tăng ích sống an lạc ở trong Phật pháp này cô nên bỏ việc này đừng để tăng phải quở trách mà phạm trọng tội nếu cô ấy nghe theo thì tốt bằng không nên tác bạch tác bạch xong nên nói này cô tôi đã tác bạch xong còn các pháp yết ma nữa cô nên bỏ việc này đừng để tăng phải quở trách mà phạm trọng tội nếu nghe theo thì tốt bằng không nên tác bạch yết ma lần thứ nhất. Tác yết ma lần thứ nhất xong nên nói Này cô, tôi đã tác bạch và tác yết ma lần thứ nhất xong, còn hai pháp yết ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng để tăng phải quở trách mà phạm trọng tội. Nếu nghe theo lời thì tốt, bằng không tác yết ma lần thứ hai. Tác yết ma lần thứ hai rồi nên nói tôi đã tác yết ma lần thứ hai xong còn một pháp yết ma nữa cô nên bỏ việc này đừng để tăng quở trách mà phạm trọng tội nếu nghe theo lời thì tốt bằng không tác yết ma lần thứ ba xong phạm ba giật đề tác yết ma lần thứ hai xong mới bỏ phạm ba đột kiết la tác yết ma lần thứ nhất mới bỏ phạm hai đột kiết la bạch xong mà bỏ phạm một đột kiết la bạch chưa xong trước khi chưa bạch gần gũi cư sĩ con trai cư sĩ làm hạnh không tùy thuận tất cả đều phạm đột kiết la tỳ kheo đột kiết la thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la đó gọi là phạm sự không phạm khi mới nói liền bỏ Phi pháp biệt chúng hai trách Phi pháp hòa hợp chúng Pháp biệt chúng Tợ pháp biệt chúng Tợ pháp hòa hợp Phi pháp, phi luật, phi Phật dạy bảo Hoặc hoàn toàn không tác pháp hai trách Thảy đều không phạm Người không phạm Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới Si cuồng loạn tâm, thống não bức bách Điều 100 Du lãm cung vua A nhỏ, duyên khởi Một thời, Đức bà già bà ở trong vườn cốc cô độc, rừng cây kỳ đà, tại nước xá vệ Bây giờ, nhóm sáu tỳ kheo ni đến cung vua, xem coi nhà vẽ, vườn, rừng, hồ tắm các cư sĩ thấy cơ hiềm tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn vi phạm phạm hạnh bên ngoài tự xưng ta biết chánh pháp như vậy có gì là chánh pháp đến cung vua xem coi nhà vẽ vườn rừng hồ tắm giống như bọn dâm nữ tặc nữ các tỳ kheo ni nghe trong đó có vị thiểu dục tri túc sống hạnh đầu đà ưa học giới biết tàm quý hiểm trách nhóm sáu tỳ kheo ni sau các cô lại đi đến cung vua xem coi nhà vẽ vườn rừng hồ tắm các tỳ kheo ni đến bạch với tỳ kheo tỳ kheo đến bạch lên đức phật đức phật vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo của trách nhóm sáu tỳ kheo ni các cô làm điều sai quấy chẳng phải oai nghi chẳng phải pháp sa môn chẳng phải tịnh hạnh chẳng phải hành tùy thuận, làm việc không nên làm. Nhóm sáu tỳ kheo ni, sao các cô đến cung vua, xem coi nhà vẽ, vườn, rừng, hồ tắm. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện của trách nhóm sáu tỳ kheo ni rồi, bảo các tỳ kheo. Các tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm mười cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ muốn nói giới nên nói như vậy tỳ kheo ni nào đến cung vua xem coi nhà vẽ vườn rừng hồ tắm ba vật đề b nhỏ giới tướng tỳ kheo ni nghĩa như trước tỳ kheo ni nào đến cung vua xem coi nhà vẽ vườn rừng hồ tắm từ đường chính đến đường chính từ đường chính đến chẳng phải đường chính từ chẳng phải đường chính đến đường chính từ cao đến thấp từ thấp đến cao đi đến mà thấy ba vật đề không thấy đột kiết la phương tiện muốn đi mà không đi hẹn đi mà không đi tất cả đều đột kiết la tỳ kheo đột kiết la thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la đó gọi là phạm sự không phạm nếu vào trong cung vua để tâu việc gì hoặc bị kêu hay được thỉnh hoặc trên đường đi ngang qua đó hoặc nơi nghỉ tạm lại đêm hoặc bị cường lực bắt hoặc bị trói dẫn đi hoặc mạng nạn phạm hạnh nạn hoặc vì việc tăng việc tháp đến xem cách vẽ để lấy kiểu thảy đều không phạm hoặc đến trong tăng già lam giáo thọ nghe pháp hoặc được mời trên đường đi ngang qua đó hoặc nơi nghỉ đêm hoặc bị cường lực bắt hoặc bị trói dẫn đi hoặc vì việc tăng việc tháp đến xem vườn rừng hồ tắm để lấy kiểu Thảy đều không phạm Người không phạm Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới Si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách Điều 101 Lộ hình tắm sông A nhỏ Duyên khởi Một thời Đức bà già bà ở trong vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà tại nước xá vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ kheo ni lộ hình tắm nơi sông, hồ, lạch nước. Có dâm nữ, tặc nữ đến nói với các tỳ kheo ni rằng Các cô tuổi còn nhỏ, dưới nách chưa mọc lông mà lại xuất gia học đạo, tu phạm hạnh sao? Lúc tuổi còn trẻ trung, ta có thể thọ hưởng ái dục. Khi già nua sẽ tu phạm hạnh như vậy cả hai đều được lợi. Trong đó có vị tuổi còn nhỏ, nghe nói như vậy sanh lòng không vui. Bây giờ các cư sĩ thấy đều cơ hiềm. Các tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Ở truồng mà tắm nơi sông, ao, hồ, lạch nước, giống như bọn dâm nữ tặc nữ không khác các tỳ kheo ni nghe trong đó có vị thiểu dục tri túc sống hạnh đầu đà ưa học giới biết hổ thẹn hiềm trách nhóm sáu tỳ kheo ni sau các cô lộ hình tắm nơi sông suối ao hồ lạch nước các tỳ kheo ni thưa với các tỳ kheo các tỳ kheo đến bạch lên đức phật đức phật vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo của trách nhóm sáu tỳ kheo ni. Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Này tỳ kheo ni, sao các cô lộ hình tắm nơi sông, suối, ao, hồ, lạch nước? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện của trách nhóm sáu tỳ kheo ni rồi, bảo các tỳ kheo nhóm sáu tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu là những người đầu tiên phạm giới này từ nay trở đi ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm mười cuốn nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ muốn nói giới nên nói như vậy tỳ kheo ni nào lộ hình tắm trong nước sông nước suối nước ngòi nước ao ba dịp đề b nhỏ giới tướng tỳ kheo ni nghĩa như trước tỳ kheo ni nên dùng bốn cách để che hình khi tắm nơi khúc quanh bờ sông của dòng nước nơi có bóng cây che hoặc là nước che khuất hoặc dùng y che thân với ba cách che đầu không được lấy và trao vật dụng cho nhau dùng y che thân được phép làm tất cả sự việc như pháp. Tỳ kheo ni nào lõa hình tắm nơi sông, suối, ao, hồ, lạch nước mà nước thấm hết thân, ba vật đề nước thấm không hết thân, đột kiết la. Tỳ kheo đột kiết la. Thức sa mana sa di sa di ni đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm chỗ khúc quanh của bờ sông, chỗ có bóng cây che, nơi ngăn che bởi nước, hoặc dùng y ngăn che thân, hoặc bị cường lực bắt, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. Điều 102. Y tắm quá lượng A à nhỏ duyên khởi. Một thời, đức bà già bà ở trong vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ, đức Thế Tôn cho phép Tỳ kheo ni sắm y tắm. Nhóm sáu Tỳ kheo ni nghe đức Thế Tôn cho phép Tỳ kheo ni sắm y tắm, liền sắm nhiều y tắm vừa rộng vừa lớn. Tỳ kheo ni thấy hỏi đức phật cho phép các tỳ kheo ni chứa năm y đây là y gì nhóm sáu tỳ kheo ni nói đây là y tắm của chúng tôi các tỳ kheo ni nghe trong đó có vị thiểu dục tri túc sống hạnh đầu đà ưa học giới biết tàm quý hiềm trách nhóm sáu tỳ kheo ni đức thế tôn cho phép chứa y tắm sao lại sắm nhiều y tắm vừa rộng vừa lớn các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo các tỳ kheo đến bạch lên đức thế tôn đức thế tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo của trách nhóm sáu tỳ kheo ni các cô làm điều sai quấy chẳng phải oai nghi chẳng phải pháp sa môn chẳng phải tịnh hạnh chẳng phải hạnh tùy thuận làm việc không nên làm tại sao tỳ kheo ni lại sắm y tắm vừa rộng vừa lớn Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện của trách nhóm sáu tỳ kheo ni rồi, bảo các tỳ kheo. Nhóm sáu tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm mười cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào sắm y tắm phải sắm cho đúng lượng. Trong đây đúng lượng là bề dài 6 gan tay Phật, rộng 2 gan rưỡi, nếu quá ba giật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Y tắm, y dùng che thân khi tắm. Tỳ kheo ni nào sắm y tắm bề dài quá lượng, bề rộng đúng bề dài đúng bề rộng quá lượng hay cả hai đều quá lượng tự cắt rọc làm thành ba vật đề không thành đột kiết la nếu bảo người khác làm cắt rọc thành thì ba vật đề không thành đột kiết la nếu vì người khác làm thành hay không thành thảy đều đột kiết la tỳ kheo đột kiết la thức mana sa di Sa-di-ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, làm đúng lượng hay dưới mức quy định, hoặc được vật đã thành, cắt bỏ cho đúng pháp, hoặc chồng lớp, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách.